Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ cùng chữa tiếp đề thi tham khảo của Bộ Giáo dục năm 2018. Ở video hôm trước thì các em đã được chữa 15 câu đầu rồi. Và hôm nay chúng ta sẽ chữa tiếp 15 câu nữa dành cho các bạn chống liệt. Còn với những bạn mà có thi tiếng Anh để xét đại học thì các em hãy xem thêm ở danh sách phát là chữa full đề thi thử Trung học phổ thông quốc gia. Thì ở đó thì cô sẽ chữa đầy đủ hết cả đề và chữa sẽ nhanh hơn so với cái phần bài hôm nay. Bài hôm nay là dành cho các bạn chống liệt tiếng Anh nên cô sẽ chữa kỹ từng câu một. Các em xem câu số 16. Câu 16 là một câu có sử dụng cụm động từ, phrase verb. Thì với phần cụm động từ thì chúng ta cần phải biết nghĩa của từng cái cụm động từ một, sau đó là biết nghĩa ở trong câu và sẽ chọn được cái từ phù hợp. Từ A, từ look up. Thì các em thấy là look up thì mình hay dùng một cái nghĩa là tra từ điển. Từ này thì hầu như bạn nào cũng biết, thường là tra từ điển để tìm nghĩa của từ đấy. Và nó còn một cái nghĩa nữa là trở nên tốt hơn, hoặc là cải thiện. Từ go on là tiếp tục. Từ C, take up, là bắt đầu một sở thích mới hoặc là một môn thể thao mới. Bắt đầu một sở thích hoặc là một môn thể thao mới. Và còn một cái nghĩa nữa là tiếp nhận hoặc là tiếp quản. Còn từ turn on là bật. Turn on là bật lên. Vậy câu 16 là sau một vài sự tổn thương và thất bại, mọi thứ cuối cùng cũng trở nên 3 chấm đối với Todd khi mà anh ta cuối cùng đã đi được đến cái trận cuối cùng của cái cuộc thi. Tức là trong đây thì phù hợp nhất về nghĩa thì sẽ là đáp án A. Sau một vài cái chấn thương và thất bại thì mọi thứ cuối cùng cũng trở nên tốt hơn cho Todd. Do đó thì phù hợp nhất thì các em sẽ lựa chọn đáp án A. Câu số 17 là thuộc phần close it. Close it là cùng nghĩa, thì chúng ta cần phải biết nghĩa của từ này. Ngày đầu tiên ở trường đại học có thể là hơi chán nản, hụt hẫng. Chán nản, hụt hẫng. Daunting là chán nản hoặc hụt hẫng một chút. Bởi vì nhưng mà cái với cái thái độ quyết tâm và thái độ lạc quan thì những sinh viên năm đầu tiên sẽ nhanh chóng hòa hợp và hòa nhập với cái môi trường mới. Thì các em nhìn ở trong đây có từ freshman, tức là những cái người mà mới lớp 12 và đỗ vào đại học vào năm đầu tiên á, thì người ta sẽ sử dụng là freshman, những sinh viên năm nhất sẽ nhanh chóng hòa hợp với cái môi trường mới thôi. Thì trong đây có cái từ interesting là thú vị. Từ B, memorable là có trí nhớ hoặc là kỷ niệm. Hoặc là kỷ niệm. Serious là nghiêm trọng hoặc là nghiêm túc. Còn depressing thì là hơi bị chán nản. Thường cái từ mà thêm ED thì nó sẽ là trầm cảm. Depressed thêm ED thì mang nghĩa là trầm cảm. Vậy trong đây phù hợp nhất là từ D, depressing. Câu số 18 cũng là một câu cùng nghĩa, thì các em cũng cần phải biết nghĩa của từng cái từ này. Trong đây có từ in đậm là jeopardize, là phá hủy. Sự phá rừng có thể phá hủy nghiêm trọng môi trường sống của rất nhiều loài ở địa phương. Thì bây giờ phải biết nghĩa của từng cụm một. Thì từ A, do harm to, là gây hại. Từ B là gây ra. Set fire to là gây ra. Từ C, give right to, là tăng, làm cho cái gì đó tăng. Còn từ D, make way for, là tránh đường.
tránh đường cho cái gì đó, hoặc là để cho qua, thì sẽ là make way for. Thì trong đây phù hợp nhất thì sẽ là đáp án A, do harm to, là gây hại. Đến câu 19 thì chọn từ opposite là ngược nghĩa. Thì các em nhìn là từ penalize là phạt. Mình cứ nhớ cái từ penalty ấy, là phạt ở trong đá bóng ấy. Thì từ penalize này chính là động từ của cái từ đó, nghĩa là phạt. Trong cái bài kiểm tra viết, các ứng viên sẽ không bị phạt vì những lỗi kỹ thuật nhỏ. Vậy trong đây có từ punish thì là phạt rồi, tức là nó sẽ cùng nghĩa, cùng nghĩa với từ in đậm. Từ rewarded là thưởng. C motivate là động lực, thúc đẩy cũng được. Discourage là không khuyến khích. Vậy chỗ này là chọn cái từ opposite, tức là ngược nghĩa, thì các em sẽ chọn được là đáp án B. Ngược nghĩa với lại phạt thì sẽ là thưởng. Câu số 20 là một dạng collocation, cái cụm từ đi kèm với nhau. Thì các em nhìn có từ bury the hatchet thì là giảm hòa, làm hòa. Với những cái cụm từ đi kèm với nhau hoặc là thành ngữ ấy, thì nó rất là khó để nhớ nghĩa. Kể cả những bạn mà học tốt tiếng Anh thì cái phần này cũng là một cái phần trở ngại của rất là nhiều học sinh. Thì để dễ nhớ hơn thì các em hãy xem thêm một cái danh sách phát mà cô đã làm, là từ vựng, thành ngữ, cụm từ, cụm động từ. Thì những cái phần này thì mình buộc phải là xem nhiều lần thì sẽ dễ nhớ cái nghĩa của từ hơn. Bởi vì cái thành ngữ, cụm động từ hay là cụm từ đi kèm với nhau nó có rất là nhiều. Và nó thuộc về cấp độ từ vựng là C1, C2, tức là dạng cấp độ từ nâng cao. Do đó nó rất là khó nhớ, thì chúng ta nên xem lại, xem đi xem lại nhiều lần phần danh sách phát cụm từ, thành ngữ hay là cụm động từ, thì để biết nghĩa của những cái cụm này thì sẽ dễ khoanh hơn. Bây giờ đáp án A, từ become enemy là trở thành đối thủ. Trở thành đối thủ. Từ B là bỏ vũ khí, give up là từ bỏ. Vậy đây nó sẽ là bỏ vũ khí. Become friend là trở thành bạn. Còn reach an agreement thì là đạt được thỏa thuận. Ở chỗ này chúng ta sẽ chọn cái từ ngược nghĩa phù hợp nhất, thì sẽ là chọn từ A. Sau một thời gian dài mâu thuẫn được giải quyết, hai gia đình đã quyết định giảm hòa. Vậy cái ngược nghĩa của nó thì sẽ là trở thành đối thủ. Câu số 21, John và Mary đang nói về việc sẽ làm gì sau cái buổi học. Thì chỗ này phải chọn một câu tiếng Anh giao tiếp. Trong đây là có các cái đáp án. Câu A là bạn có thời gian để đi uống sau khi học không? Câu B là bạn có muốn uống gì đó sau giờ học không? Câu C, bạn có thường ra ngoài uống nước sau giờ học không? Câu D, bạn muốn uống trà hay là uống cà phê sau giờ học? Có nghĩa là trong đây thì phải dịch được nghĩa của câu. Thì cái câu gốc ban đầu ấy, người ta nói là John và Mary đang nói về việc sẽ làm gì sau cái buổi học. Do đó phù hợp nhất thì sẽ là câu B, một cái lời mời đi uống sau khi học xong, lời mời đi uống nước, uống một cái gì đó sau khi học xong, thì phù hợp nhất là đáp án B. Câu 22 cũng là một câu dạng tiếng Anh giao tiếp. Paul và Daisy đang thảo luận về cuộc sống ở trong tương lai. Paul nói, tôi tin là
du hành vũ trụ sẽ trở nên có thể cho rất nhiều người ở trong tương lai. Từ affordable, tức là có khả năng để làm gì. Vậy trong các đáp án, câu A là it doesn't matter at all, không có vấn đề gì. Câu B, không còn nghi ngờ gì về điều đó. Câu C, bạn thật là tử tế khi nói vậy. Câu D, tôi xin lỗi vì nghe điều đó. I'm sorry to hear that. Tôi xin lỗi nghe điều đó. Thì trong đây phù hợp nhất sẽ là đáp án B. Không có gì phải nghi ngờ về việc đó nữa. Từ câu 43 đến câu 45 là dạng câu chữa lỗi sai. Chữa lỗi sai thì thường là qua các năm cũng có những cái mẫu chữa lỗi sai cố định. Thì các em chỉ cần chú ý đến từng đề minh họa hoặc là đề chính thức từng năm thôi là có thể biết được cái phần sai. Trong đây có 43 thì dùng là every. Every là mỗi hoặc là một. Vậy cái này nó sẽ là chủ ngữ số ít. Số ít thì sẽ lựa chọn là từ were, phải sửa thành là was. Câu số 44, trong đây nó có it, sau đó đến that. Thì cái cấu trúc ở đây là it, that là câu trẻ, là dạng câu trẻ và nghĩa là chính là, nghĩa là chính là. Vậy trong đây cái phần sai ấy, thì sẽ là đáp án B, là đáp án này. Tức là trong đây người ta nói là ở cái thời điểm là SEA Games lần thứ 3, do đó phải là it was at the, tức là phải có was và có at xong đến the, sau đó thì mới đến cái số thứ tự. At là cộng với thời điểm. Câu số 45 thì câu này người ta sử dụng là though là mặc dù. Mặc dù 3. Mặc dù họ đã từng là bạn thân, bây giờ thì họ lại thành những người xa lạ với nhau là do một cái hiểu lầm không thể tha thứ được. Thì trong đây là từ formerly ấy, sai là sẽ sai ở đáp án A, bởi vì nó sai về nghĩa. Chỗ này phải sửa thành là informally. Câu 45 thì phải sửa như vậy bởi vì từ formally thì là chính thức. Còn informally thì nó là thân thiết, thân mật. Tức là mặc dù họ đã từng là những bạn rất là thân thiết với nhau thì bây giờ họ lại trở thành những người lạ là do cái hiểu nhầm không thể tha thứ được. Thì nó sẽ sai về nghĩa. Câu 46 là một câu chọn nghĩa tương đương. Thì câu gốc là no longer là không còn nữa. Cái câu gốc là Henry không còn hút thuốc nhiều nữa. Vậy phù hợp nhất thì sẽ lựa chọn là đáp án B. Thì used to vấp không, tức là đã từng làm gì. Cái used to vấp không đã từng làm gì thì tức là một cái việc mà nó đã xảy ra và hiện tại thì không còn cái thói quen như vậy nữa. Còn câu A thì dùng là Harry bây giờ hút thuốc rất là nhiều. Câu C là Harry không sử dụng. Từ use ở đây đang mang nghĩa là sử dụng. Các em nhớ là used to vấp không nếu như là có ed ấy thì tức là nó sẽ là đã từng. Còn use thì cái nghĩa gốc của nó là sử dụng, thì là Harry không sử dụng thuốc quá nhiều. Câu D thì là Harry hiếm khi hút thuốc nhiều. Tức là tất cả là đều sai, sai về nghĩa. Nên là phù hợp nhất thì sẽ là đáp án B. Câu 47 là một câu dạng gián tiếp, sử dụng động từ nguyên thể và danh động từ để viết lại câu gián tiếp. Và phần này thì nếu như bạn nào không nhớ thì các em có thể xem lại, vì nó chỉ có một vài cái động từ hay gặp thôi. Ở trong
phần bài về động từ nguyên thể và danh động từ là và bài về câu gián tiếp mà cô đã dạy phần này rồi, thì các em có thể xem lại cái phần đó. Trong đây sẽ phân biệt về nghĩa. Trước tiên là từ object là phản đối. B là promise là hứa. C deny là phủ nhận. Còn D remind là nhắc nhở. Remind somebody to vấp không là nhắc nhở ai đó làm gì. Tôi sẽ gọi bạn ngay khi tôi đến sân bay. Vậy trong đây thì phù hợp nhất về nghĩa thì sẽ là đáp án B. Anh ta hứa là gọi tôi ngay khi anh ta đến sân bay. Còn 3 câu nữa. Câu 48. Câu 48 là dạng bị động người ta nói rằng. Thì trong cái phần câu bị động là cô đã dạy rồi. Chúng ta còn xác định chủ ngữ 1, vấp 1, chủ ngữ 2 và vấp 2. Vấp 2 ở đây. Chủ ngữ 2 cả một cái cụm rất là dài. Thì đầu tiên là thường cái công thức sẽ đảo S2 lên. Cộng vấp 1 là dạng bị động. Cộng với to vấp 0 nếu vấp 1 và vấp 2 cùng thì. Hoặc là to have cộng với phân từ 2 nếu như vấp 1 và vấp 2 lệch thì. Cùng thì tức là cùng hiện tại đơn hoặc là cùng quá khứ đơn chẳng hạn thì sẽ là cùng thì. Còn lệch thì là hai vế có thì khác nhau thì sẽ là lệch thì. Thì trước tiên là sẽ đọc hai cái đáp án mà người ta cho S2 lên đầu câu. Là đáp án A dùng là traffic congestion đây, là S2. Cái tắc đường ở thị trấn bị đổ lỗi cho. Blame là đổ tội hoặc đổ lỗi. Vậy cái câu này thì nó sẽ không đúng nghĩa. Bởi vì là câu gốc là người ta nghĩ rằng tắc đường ở thị trấn là do việc tăng xe cá nhân. Thì cái câu A nó lại dùng là bị đổ lỗi. Vậy câu A không đúng, sai về nghĩa. Tiếp theo vẫn nhìn đến câu D, cũng có traffic congestion lên đầu câu. Tức là sẽ ưu tiên là theo đúng cái công thức là S2 sẽ lên đầu câu. Thì các em sẽ xem những cái đáp án đó trước. Thì câu D là tắc đường ở thị trấn được xem là gây ra. Trong đây có từ result in là gây ra. Tắc đường ở thị trấn được xem là gây ra việc tăng xe cá nhân. Tức là câu này cũng sai về nghĩa rồi. Vậy cả câu, hai câu này đều sai. Giờ đó sẽ xem hai cái đáp án còn lại để xem về nghĩa của nó như thế nào. Thì câu B là việc tăng xe cá nhân được xem là chịu trách nhiệm cho. Chịu trách nhiệm cho việc tắc đường ở trong thị trấn. Thì câu này là phù hợp với nghĩa rồi. Nên là sẽ chọn là B. Tăng xe cá nhân chịu trách nhiệm cho việc tắc đường ở thị trấn. Còn câu C là việc tăng xe cá nhân bị đóng góp cho. Từ attribute là đóng góp. Thì nó cũng không phù hợp với nghĩa. Do đó đáp án đúng nhất là đáp án B. Câu 49 cũng khá là dài. Câu 49 là cô gái trẻ có cái kinh nghiệm trong việc nursing. Nursing là y tá đấy, tức là về việc y tá. Cô ấy đã làm cho bệnh viện, đã làm tình nguyện cho bệnh viện trong nhiều năm. Đây từ volunteer. Volunteer là làm tình nguyện hoặc là đi tình nguyện đấy. Thì trong đây câu A, trước khi làm việc cho bệnh viện nhiều năm, cô ấy đã có kinh nghiệm. Tức là trong đây thì cái từ before đây, một vế là quá khứ thì một vế nó sẽ là quá khứ hoàn thành. Tức là có before này và có after đấy, thì nó phải là một vế quá khứ và một vế là quá khứ hoàn thành. Quá khứ hoàn thành tức là had cộng với phân từ 2 á. Vậy cái câu này là sai vì nó đã lệch thì rồi. Chưa cần dịch nghĩa nhưng nó sẽ sai về thì. Câu B thì lại dùng là nhiều như là. Much as là nhiều như là.
Kobe là nhiều như là cô ấy đã làm việc trong nhiều năm, tức là cái nghĩa của nó cũng không đúng. Còn câu C, having phân từ 2 tức là một cái hành động xảy ra trước một hành động khác, thì trong đây là phải cùng một chủ ngữ, thì she và the young girl thì đều là một chủ ngữ thôi. Vậy trong đây câu C là đã làm việc từ thiện, đã làm việc tình nguyện của ở bệnh viện trong nhiều năm, thì cô gái có cái kinh nghiệm rất là tốt trong việc y tá, nên là phù hợp với nghĩa thì sẽ chọn là C. Câu 50. Câu 50 là Peter told about. Câu 50 là Peter bảo chúng tôi về việc rời trường. Anh ta làm việc đó khi đến cái buổi họp. On his arrival, tức là khi đến. Vậy trong đây phù hợp nhất thì là đáp án D rồi. Có no sooner là ngay khi. Ngay khi Peter đến buổi họp, anh ta nói với chúng tôi. Còn đáp án A là only after, là chỉ sau khi. Câu A là chỉ sau khi rời trường thì Peter mới thông báo với chúng tôi về việc đến buổi họp, tức là sai nghĩa. Câu B, not until, là cho đến tận khi. Cho đến tận khi Peter nói với chúng tôi anh ta sẽ rời trường, anh ta đến buổi họp, cũng sai nghĩa. Còn hardly when, hardly là hầu như không. Hardly là hầu như không hoặc là vừa mới. Hardly when là vừa mới. Vừa mới thông báo về việc rời trường khi anh ta đến buổi họp. Tức là nó cũng không phù hợp với nghĩa. Nên câu này thì sẽ chọn là đáp án D. Đề năm 2018 thì trong các cái năm mà thi trắc nghiệm từ năm 2017 thì đề 2018 rất là khó. Các em có thể tham khảo đề này hoặc là xem cái buổi họp tiếp theo là đề minh họa 2021 để có thể ôn sát với cái đề thi của năm 2021 hơn.